Theo kế hoạch, sáng ngày hôm nay mùng 3 tháng 9 là ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện phương án chốt trực cấm ô tô vào đường Xuân Thủy Cầu Giấy. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc vẫn xảy ra. Có mặt tại hiện trường thì trưởng phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội Đào Vĩnh Thắng cho biết, thành phố tạm thời dỡ bỏ lệnh cấm tuyệt đối ô tô đi vào tuyến đường này. Vào sáng ngày hôm nay, các tuyến đường Trần Đăng Ninh, Nguyễn Khánh Toàn, D Bưởi bị ùn ứ nghiêm trọng trong giờ cao điểm do lượng ô tô không được phép di chuyển qua đường Xuân Thủy Cầu Giấy đã đổ dồn qua các tuyến đường này. Đáng chú ý là mặc dù các lực lượng chức năng chốt trực thì nhiều ô tô vẫn đi vào tuyến đường phân luồng, do chưa quen nên phải tìm cách quay đầu khiến giao thông càng hỗn loạn. Do đó, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã dỡ bỏ lệnh cấm tuyệt đối ô tô đi vào tuyến đường Xuân Thủy Cầu Giấy. Mà tùy từng thời điểm, cảnh sát và thanh tra giao thông có thể cho ô tô con qua lại khu vực rào chắn làm trụ nhà ga tuyến đường sắt đô thị Nhổn Hà Nội. Đồng tình với quyết định này thì đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho rằng cũng cần phải điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông theo nhu cầu thực tế của người dân.